Nghề sản xuất, chế biến nước mắm Phan Thiết đã hình thành cách đây hơn 200 năm, khi Phan Thiết có tên là Tổng Đức Thắng. Ngư dân địa phương đã sáng tạo ra phương pháp kéo rút sống lấy nước mắm từ thô sơ đến hoàn chỉnh. Vào thế kỷ 19, mỗi năm 2 lần, nhà Nguyễn huy động Phan Thiết chuyên chở 3 ghe bầu nước mắm và hải sản khô về Kinh Thành. Bạn Nguyễn Hải Linh cũng là một người con của Bình Thuận, hiện đang học tập và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, sẽ trở về để tìm hiểu về hành trình vượt thời gian của giọt nước mắm Phan Thiết. Dạ, chào chú. Hôm nay con tới đây thì con tìm hiểu về nước mắm truyền thống, thì con không biết là phương pháp sản xuất nước mắm truyền thống thì làm như thế nào chú? Sản xuất nước mắm truyền thống thì từ xưa ấy, là các cụ đánh cá ăn là không hết, thì bắt đầu là các cụ mới cho vào các cụ muối. Muối thì làm bằng mái này thì đầu tiên là làm bằng cái lu nhỏ, sau rồi làm bằng cái mái này lớn hơn thì các cụ rang ở ngoài nắng là nó nhanh chín. Hiện nay sản xuất nước mắm truyền thống có khác biệt gì so với trước kia không chú? Nước mắm sản xuất bây giờ nó khác ở cái chỗ là bây giờ mình trộn 3 cá một muối xong mình cho vô, xong mình giải vỉ lên mình ém. Đấy. Chứ còn trước kia là coi thế là cứ giải một lớp cá xong rồi giải một lớp muối thì coi thế là cái màu sắc nó là lợt hơn. Nhưng bây giờ mình trộn cá như vậy ấy, thì là cái màu sắc ấy là nó đậm hơn và cái mùi thơm nó thơm hơn. Thì lúc con mở ra con cũng thấy rất là mùi thơm nồng, thơm của nước mắm. Ngoài phương pháp làm nước mắm trong các lu, các mái phơi ngoài trời, nhiều cơ sở tại Phan Thiết còn sử dụng thùng lều trong nhà để làm nước mắm. Thì những cái thùng này nó làm bằng chất liệu gì chú? Cái thùng này người ta làm bằng gỗ, đa số là ta làm bằng gỗ bằng lăng. Đây là một trong cái que nước mắm đã chuẩn bị lấy thành phẩm. Yeah. Và tiếp tục đưa cái nước thứ hai lên. Người làm nước mắm Phan Thiết thường chọn 4 đến 5 thùng cá muối cùng thời điểm để làm que. Mỗi que lại chọn ra một thùng ngon nhất làm giá. Nước mắm đi qua lần lượt các thùng trong que, qua thùng giá rồi mới ra sản phẩm cuối cùng để có được độ đồng đều. Thì có phải đây là thùng giá phải không anh? Đó, đây là thùng giá mà thùng mình lấy ra thành phẩm. Em có thể lên xem thùng giá. Anh ơi, hình như em thấy mùi vị ở trong thùng này nó nồng hơn và đậm đà hơn ở ngoài phải không anh? À, đúng rồi, cái nước mắm ở trên là do nó còn nhiều tạp chất, nó chưa qua lọc qua cá, cho nên là mình nó có mùi tanh của cá. Thì muốn đóng một cái lô nào đó thì mình phải kiểm tra trước khi mang đi đóng gói. Thì ở đây mình kiểm tra những chỉ tiêu nào chị? Ở đây thì mình kiểm được 4 chỉ tiêu thôi. Đó là đạm tổng, muối, đạm ammonia và đạm amin. Những chỉ tiêu khác thì mình sẽ mang tới những phòng kiểm nghiệm mà đạt tiêu chuẩn. Giới thiệu đây là cái logo của chỉ dẫn địa lý, còn cái từ Phan Thiết nữa là cái thương hiệu của chỉ dẫn địa lý Phan Thiết. Mà muốn đạt được cái thương hiệu chỉ dẫn địa lý là anh phải sản xuất đóng chai tại Phan Thiết thì mới được dán cái nhãn và cái dùng cái từ logo của Phan Thiết. Nước mắm Phan Thiết, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bình Thuận, nơi phân bố thành phố Phan Thiết với hơn 200 cơ sở sản xuất, cung ứng 25 triệu lít nước mắm mỗi năm cho thị trường trong nước, xuất khẩu đi Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu.